thôi. Bây giờ đứng, đứng như thế này đi. Rồi, được rồi. Rồi, rồi. Nhau. Ở hàng dưới đây nào. Bây giờ là đang em đang đứng giữa đấy. Vào đi Nhung ơi. Nhưng mà chuyển tiền sau thì phải chuyển tiền trước chứ. Lưu ý là không kêu rời nhé, sướng thì rời có được cái gì đâu. Mình ở trên này đi. Đây, và đi bỏ xe đi.